Thợ gian Lê Cát xin chào các bạn. Nếu chúng ta đang có thói quen xách chiếc túi công sở cỡ lớn đi làm, để đi đám cưới này, gặp bạn bè hay cà phê dạo phố, thì hãy thử đổi mới bản thân bằng chiếc clutch có tên là Luna, vô cùng tiện dụng, hiện đại và phong cách này nhé. Luna được Lê Cát thiết kế theo size ngang là 25,5cm, cao 15,5cm. Luna đủ lớn để đựng vừa đồ dùng cá nhân như từ 1 đến 2 chiếc điện thoại, đồ dùng trang điểm, tai nghe và các giấy tờ có kích thước lớn như bằng lái xe hoặc giấy phép lái xe. Chiếc ví này hiện đã chứa khá nhiều đồ nhưng vẫn có thể đựng thêm nhiều đồ nếu các bạn muốn. Một chiếc ví mềm như Luna đương nhiên sẽ có sức chứa đồ rất tốt. Nhưng ưu điểm lớn nhất của Luna chính là giúp cho bạn sẽ trở nên tinh tế hơn, sang trọng hơn và đặc biệt sẽ phù hợp cho những giờ phút thư giãn ngoài giờ công sở như là đi chơi, đi dạo, đi tiệc cưới, gặp mặt bạn bè. Chính vì vậy, Lê Cát ra mắt 15 màu sắc cho bộ sưu tập mới nhất của Luna, từ trang nhã tới rực rỡ tươi vui và tất nhiên sẽ không thể thiếu những gam màu sắc cơ bản, trung tính. Màu đen chính là màu không thể thiếu trong mọi thiết kế. Gam màu đen Lê Cát may đen trơn cơ bản và phiên bản đen phối chăn trắng có điểm nhấn rất hài hòa, chất da dẻo tay, hạt nhỏ, khá mẩy và sắc nét. Nếu bạn yêu thích những màu sắc nóng và đầy nhiệt huyết, đừng bỏ qua những màu sắc này. Màu cam đỏ, chất da vô cùng dày dặn, cầm chắc tay nhưng lại mướt mát, da vân hạt to, không quá mẩy nhưng vân da sắc nét. Tươi sáng nhưng không quá rực rỡ chính là ý nghĩa của tôn màu đỏ san hô. Còn cam phối đen sẽ rất nổi bật và ấn tượng, đặc biệt nếu bạn muốn chiếc clutch là điểm nhấn cho một bộ trang phục sậm màu. Chiếc màu kem hồng và hồng tôm sẽ là màu sắc tiêu biểu cho gu ngọt ngào, nữ tính trong bộ sưu tập màu sắc mới nhất của Luna lần này. Ưu điểm của tôm màu ngọt chính là khi cầm lên tay sẽ rất sáng tay. Hai chiếc Luna này vân đều rất sắc nét, nổi rõ hạt mẩy, chạm vào có độ cảm rất sâu. Tuy nhiên, nếu các chị thích mềm sụn thì hãy chọn kem hồng, còn nếu thích mềm và vẫn chắc tay thì hãy chọn hồng tôm nhé. Năm màu sắc này là đại diện cho những gam màu trung tính, rất dễ sử dụng, chính là đen. Đen phối chăn trắng sẽ nổi bật hơn, nâu bò phối hai da hạt và da trơn, xám hai màu và nâu đỏ. Đây là những màu sắc dễ sử dụng, dễ chăm sóc và rất dễ phối đồ. Luna màu đen có da hạt nhỏ, mẩy vừa và dẻo tay. Chiếc nâu bò dòng da mưu in nhưng được quay mềm nên độ cảm sẽ mềm tương tự như da mưu tự nhiên, nhưng lại có ưu điểm là da mưu in, đó chính là vân hạt rất là đều và sắc nét. Xám luôn là đại diện cho tông màu sắc hiện đại và trang nhã. Hãy thử xám nếu bạn muốn một tông màu sắc phù hợp, chuẩn văn phòng nhé. Nâu đỏ là một trong những mẫu da mới nhất của Lê Cát. Nâu đỏ là chuẩn tông của sắc da cổ điển. Sau một thời gian sử dụng, vẻ đẹp của nâu đỏ sẽ càng trở nên đầm và sâu hơn nữa. Đây cũng là màu sắc đại diện tiêu biểu nhất cho đặc trưng càng dùng càng đẹp của da thật. Và đây là những màu sắc độc và lạ nhất của Luna trong bộ sưu tập lần này. Với Luna xám vàng, xám không quá quen như đen, và vàng luôn nịnh da nên Luna xám vàng vừa tươi sáng, vừa thanh nhã lại vừa rất lịch thiệp. Đặc biệt hơn, với cực độc đáo và lạ, đó chính là màu lục bảo phối với vàng kim. Đây là phiên bản có ánh kim duy nhất trong bộ sưu tập lần này của Luna. Đây là mẫu da vô cùng giới hạn và chỉ cần nhìn hình ảnh thôi là các bạn đã cảm nhận được vẻ đẹp rồi đúng không nào? Lê Cát chẳng cần nói nhiều nhỉ. Nếu các bạn hay mặc đồ jeans thì đừng bỏ qua tôn xanh trắng này nhé. Sẽ là phụ kiện khiến cho những bộ trang phục denim của các bạn sẽ càng thêm phần trẻ trung và mới mẻ hơn nữa đó. Và cuối cùng, chiếc Luna màu tím dòng da Danubio của Tây Ban Nha chắc chắn sẽ khiến các bạn nếu chưa thích đồ da sẽ bắt đầu yêu mến, thậm chí là nghiện nếu dùng dòng da này. Vô cùng dày dặn, săn và chắc tay. Mới cầm trên tay các bạn sẽ thấy da hơi đanh, nhưng sau một tuần thì dòng da này sẽ khiến ai khó tính cũng phải công nhận rằng là da thật, thích thật. Lê Cát tin rằng bạn sẽ thích mê khi chạm vào chất liệu của bộ sưu tập Luna lần này. Với mức giá từ 940.000 đến 1.190.000 cũng là một sự lựa chọn rất phù hợp để bạn có thể mua cho bản thân và dành tặng cho bạn bè, đồng nghiệp hay người thân đó. Để đặt hàng, hãy để lại comment dưới clip này hoặc truy cập website lecat.vn để chọn được những sản phẩm ưng ý nhất nhé. Thợ gian Lê Cát xin cảm ơn và mong được may và gửi những chiếc ví Luna ngọt ngào nhất tới bạn.